Hứa Văn Trương tuổi trẻ tài cao, bày binh bố trận cũng có chút danh mãnh và háo đá trước đàn anh. Nhưng không ngờ đàn anh Vương Thiên Nhất lại quá thờ bản lĩnh, tinh thông binh pháp và dạn dày trận địa. Dù sao cũng cảm ơn Hứa Văn Trương, cũng nhờ ba trận bày binh bố trận bắt quái này mà khán giả mới có cơ hội thưởng thức tài thao lực của ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn bấm like, comment, chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video sau